Thì ông là một người người Hoa, ông đến đây để ông khẩn hoan, nên thành thử ra là việc cái kiến xây cái kiến trúc của ngôi mộ á, thì sẽ xây theo cái kiến trúc mộ của người Hoa. Đây là những cái nơi linh thiêng nên mình sẽ rất là sâu bên trong luôn á. Và ở đây có những cái chân luôn nè. Đâu quay xa đằng kia, quay xa là đây. Cô bác quý anh chị có cảm nhận được cái độ của thiên nhiên không? Ở dưới một cái mái vòm như thế này. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, hôm nay thì Bùi Hồ với lại anh Đoàn Đại Trí tiếp tục đang có mặt ở thị xã Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang. Và đây là một cái con đường đi lên cái ngọn đồi để lên lăng mộ Mạc Cửu. Nói về Mạc Cửu thì người Hà Tiên thì ai cũng đều gõ và biết gành hết. Nhưng một số người ở tỉnh khác thì không biết về cái tích của ông. Thì trước đây Mạc Cửu là một cái người Hoa, ông là một người Hoa và ông vô cái vùng đất Hà Tiên này, ông khẩn hoan. Lúc đó thì ông là sau khi khẩn hoan thì ông có một cái thế lực rất là lớn ở trong cái vùng đất Nam Kỳ này hen Trí ha. Và nói về cái tài sản của ông á thì phải nói là vô cùng lớn, khi mà từ cái vùng đất Cần Thơ, Cà Mau đến cái vùng đất Hà Tiên này đều là của ông hết. Thì để tưởng nhớ ông thì những người dân Hà Tiên đã đập lên những cái khu bia mộ cho ông cũng như là những cái đền thờ ha anh Trí. Lên mệt quá. Cây này đó chính là mộ của Mạc Cửu. Ông là cái người đầu tiên khẩn hoan ha anh. Và ông thì có liên quan đến cái thờ chúa của chú Nguyễn, đó là chú Nguyễn Phúc Chu. Ông đặt chân đến vùng đất này là chú Nguyễn Phúc Chu đang cai quản cái dạ. Phía nam. Và thời Trịnh Nguyễn Văn Tranh thì chú Nguyễn Phúc Chu á, thì đang cai quản ở phía nam. Và hàng năm á, thì Mạc Cửu này thì cũng cống nạp lễ vật để cho chúa Nguyễn. Và việc mà ông cống nạp như thế thì quân Xiêm, lúc đó gọi là quân Xiêm và Thái Lan thì rất là ghét, nên là nữ ra là tức giận, thường xuyên đem quân qua đánh. Đây là đến cái khu mộ của ông nè. À xa kia mình thấy một cái người quản mộ. Ở đây thì ở lăng của Mạc Miko thì mộ của Mạc Miko thì anh thấy có số gì? 43. Và ở đây thì mộ của Mạc Cửu. Ở đây thì mình đầu tiên mình đến đây á, thì mình phải coi cái số mới được. Đây là Khai Trấn Quốc Công số 1. Cái này thì làm sau này thôi, có nghĩa là ông là người có công để mà khai phá cái thị trấn Hà Tiên này. Đó ngàn ông công bả. Chú ngày mà đó hồi nhỏ tới lớn chú ở đây. Dạ. Chú ở rồi cha sanh mẹ đẻ rồi về nhà cái bệnh hoài à. Sao bệnh chú? Cái chân nó ấy rồi giá ông đi làm dọn dẹp đi. Dạ. Vậy cúng kiến vậy đó. Thế bây giờ sao rồi chú? Để hết bệnh. 285 năm mà. 285 năm ạ. Hôm qua tới giờ. Mộ cũ tồn tại ở đây rất là lâu nhưng mà khách năm 75. Dạ. Dạ giải phóng vô cũng nguyên rồi năm 78. Giặc giả nó vô đây cái mộ cũng còn nguyên. Nó cũng không có trời. Con nhìn thấy những cái con kia là con sư tử à chú? Tỳ hưu. Con sư tử, con đó con cái đó. Bên đây con đực nè. Tỳ hưu phải không anh? Con lân. Bốn ông này chứ lâu chứ hồi đời ông Mạc tới giờ là 285 năm tới giờ luôn. 285 năm là còn những con Mạc Cửu nằm bên núi kia đẹp lắm. Long lăng quy phụng đàng hoàng. Còn đây là mộ cổ đây ha. Mộ cổ từ xưa giờ á. Lúc ông một mất bên ông thì một bên thì cọp. Lên đi anh. Lên đi. Giờ đi đốt hương nè. Dạ chứ, ông đốt đi ạ. Sáng buổi sáng xong bé một cái này chưa rồi buổi trưa. Từ ở dưới đồi lên á. Hai bên tượng là có hình như bên là ông quân sư thừa tướng, còn bên là thanh long bạch hổ. Còn đó là bên con cọp, bên đây là con rồng tượng trưng cho mình nữa, đồi núi đó.
quân sư thừa tướng hả? Thừa tướng như hai bên là hầu ông vậy đó. Hầu ông ha. Đây là ông gì ạ? Hả? Hai cai ông... trắng hoặc còn đó là ông cọp đó. Đây, rồi. Đầu ông cọp nè. Này là con rồng tự cái lông đồng... hổ á, lông hổ á. À lông hổ. Nè, đây là đầu rồng. Còn đây là đầu cọp. Tất cả đầu rồng đầu cọp với lại các ông này cũng ờ hồi xưa là hai ông này là cũng theo hầu ông vậy đó. À, à, là à, từ thời chôn ông ở đây đến giờ có đi giờ đi đâu không, nằm hồi từ hồi xưa tới giờ là luôn gần 300 năm nay rồi à, hả hơn 300 năm 1635 tới giờ hôm qua tới giờ à. Ừ. Rồi sao tới ông Mạc Thiên Tích sanh 1718 dưới Mạc Thiên Tích hả? Ừ, là tổng binh Mạc Thiên Tích. Dạ. Tới sanh ra ông Mạc Tử Hoàng là khâm sai trưởng cơ à. Là ông chúa mình được sắc phong ông nằm ở trên chút đi xuống dưới là dài nhiều cái mộ đó. Vậy là mộ đây là mộ ông chánh thức. Hồi xưa cái bản nhạc Hà Tiên tôi lên lân mà cũ nằm trên con dơi phục là núi Tô Châu vậy đó. À nhưng mà đây mà thì mới chính thức của ông nè. Chính thức là của ông. Dạ. Đây là mộ. Hồi xưa là ông trồng bạch mai đây nè. Vòng vòng đây. Dạ. Anh có biết là tại sao ông chọn cái nơi này là chọn nơi an nghỉ không? Cái đầu của ông nằm đây mà ông nhìn về cửa biển đó. Dạ. Đó, ở dưới đây hồi xưa là đẹp lắm ơi. Nhìn xuống chợ cảnh là nằm trên con voi là cái núi Tô Châu, cái quả đài xưa. Ừ. Mà lúc mà miên chim, tụi chim nó tràn qua đó thì ở trên cái Tô Châu mình á, nó nổi lên thì đốt cái đống lửa lên. Thì ở đây nó thấy là bao trận lại. Ông, anh có biết từ sự tích sau ông mất không? Hả? Ông già rồi phải mất rồi, ai cũng vậy à, chứ ông có ông phải... tổng binh á, ông là ông mờ qua bển, lúc mà ông đi qua hội nghị đó, thì lúc sanh bà cô Năm Gia Mạc Đi Cô đó. Chứ không phải là ông... Là ông Mạc Tổng Binh Mạc Tiên Tết chứ không phải mà cũ. Dạ. Chữ Thiên Tử Công Hầu Bá Tử Nam xuống là bảy đời cái tháp đó. À, tức là bảy mỗi đời. Cái... Sắc phong chúa mình sắc phong là bảy đời. Bảy đời. Hồi xưa chữ người ta chữ cái họ Mạc của ta có phù đeo bên hông. Dạ. Bây giờ Mạc nó khác cái chữ Mạc. Dạ. Vậy anh đó. Đọc được cái chữ Hán đó không anh? Cũng biết chút chút và cũng biết nhiều. Chữ Hán đấy là con nhớ là gì anh? Chữ này này. Cái dòng ở giữa. Dòng giữa thì tôi viết mà có cái bây giờ nó cũng hơi quên rồi. À, theo chia sẻ của anh quản mộ ở đây thì anh cũng không biết nhiều lắm. Nhưng mà cô bác quý anh chị thấy về cái cấu trúc của ngôi mộ thì vua chúa Triều Nguyễn thì việc mà những người mà đã có công khai quang khẩn hoan thì hoặc là những quan lớn trong triều đình thì việc mà xây ngôi mộ của các ông thì được làm từ hợp chất ô dước. Và theo chia sẻ của chú Quảng Trang ở miếu ở mộ của cô Năm là của Mạc Mi Cô thì cái hợp chất ô dước đó là một cái hợp chất mà được lấy từ một loại cây ở trong rừng có chất kết dính trộn với lại đá thì sẽ xây nên những cái lăng mộ như thế này. Và chúng ta nhìn thấy là về cái kiến trúc của lăng mộ á thì ông là một người Hoa, ông đến đây để ông khẩn hoan nên thành thử ra là việc cái xây cái kiến trúc của ngôi mộ á thì sẽ xây theo cái kiến trúc mộ của người Hoa là hình như thế này. Ở đây có một bậc thềm, chắc có lẽ là mình bước lên đây quay để cho cô bác quý anh chị xem. Ở đây thì chúng ta thấy có hai vị tướng ha, hai vị tướng, bên đây một vị và bên đây một vị, và một bên ở đây là hình ông hổ và bên đây là hình rồng. Và để ở đây coi như là trong phong thủy thì coi như là canh giữ cái ngôi mộ cho ông, là nơi ông ăn nghỉ. Và cái hướng mộ sau khi mà ông mất thì sẽ nhìn về hướng bên kia, sau cái gừng cây đó là sẽ là một cái hướng biển đó. Chúng ta thấy về cái khu mộ ở đây thì rất là lớn đúng không? Chắc có lẽ là nhiều người sẽ không biết được về cái sự tích của ông, nhưng mà theo mình thì tìm hiểu một số sử sách ghi chép lại thì ông có gắn bó mật thiết với lại triều đình của nhà Nguyễn, và lúc đó là ông Nguyễn Phúc Chu là ông nội của vua Nguyễn Phúc Ánh là vua Gia Long mới cô bác quý anh chị. Sau Nguyễn Phúc Chu thì còn một đời chúa nữa thì sẽ thống nhất được hai miền Nam Bắc Trịnh Nguyễn, đó là đến Nguyễn Phúc Ánh
đó. Về Nguyễn Phúc Ánh thì ở trong những cái clip trước thì Bùi Hồ có quay, có nói cho cô bác quý anh chị xem. Chúng ta thấy nhìn một cái khu lăng mộ rất là bề thế, và ông được xây bởi những cái bậc tháp như thế này đây. Và ở đằng trước này thì chúng ta thấy ở đây có giống như là hai con, ở bên đây một con, bên kia một con, là có bốn con lân ha, bốn con lân, và ở bên đó là một con rồng phụng và hai vị tướng đang hầu. Ông là người đầu tiên từ nước Trung Quốc vô đây để mà khẩn hoang cái vùng đất Hà Tiên này. Ở hôm nay thì có dịp đến đây, Bùi Hồ muốn giới thiệu cho cô bác quý anh chị xem một cái khu lăng mộ mà của vị Mặt Cũ. Đó. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì băng qua một cái con đường giống như là ở nghĩa trang như thế này. Bùi Hồ đang có mặt tại phố Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang để tìm về một cái ngôi tháp 7 tầng mà được cây da bao bọc rất là linh thiêng. Thì nói về cây tháp 7 tầng này đó, thì trước đây nó liên quan đến một cái tích gọi là khi Pol Pot sang diệt chủng, thì những người dân họ núp ở trong cái ngôi tháp đó và họ đã thoát nạn. Thì hôm nay mấy anh em vẫn đang lần mò tìm đến một cái con đường ngôi tháp đó, và mình không có thấy được cái người dân để mà mình hỏi. Cũng khá là hoang sơ hay sáng ha. Vô đây mà đêm vô đây cũng ớn lạnh luôn ha. Có một cái ngôi làng ẩn sau cái nghĩa địa nè. Chắc là đường kia đường nhỏ nãy rồi. Thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái ngôi tháp. Ngôi tháp này được gọi là ngôi tháp 7 tầng. Rất là linh thiêng. Và hình ảnh mà phía cô bác quý anh chị thấy ở đây á, đó chính là một cái cây da. Cây da này thì thuộc họ cây bồ đề. Và khi mà mình trước đây Bùi Hồ có quay một cái clip về một cái ngôi miếu cũng được cây da ôm như thế này. Và hôm nay thì điều linh thiêng hơn là đến đây thì thấy một cái ngôi tháp 7 tầng và được một cái cây da cổ thụ như thế này. Vợ ôm nhau thì chắc có lẽ là rất là lâu đời luôn. Và vì cái sự linh thiêng đó nên ở đây thì có người ta sẽ lập một cái nơi thờ tự nè cô bác quý anh chị. Ở trong đó có nhang luôn à. Và chúng ta thấy đây là ôm trọn luôn một cái ngôi tháp 7 tầng à. Theo lịch sử ghi chép lại thì ngôi tháp này có cao đến là 5 mét à. Bây giờ thì mình sẽ đi đây. Ở đây rất là nhiều đây, nơi này thì nó rất là nhiều mộ của bác quý anh chị thấy ở đây nè. Thấy ở đây là tất cả các bàn thờ, các hình của quan công. Còn đây là sau lưng của ngôi tháp. Ở đây thì cây da nó bao. Ôi, có một cái hình ở trên đó luôn kìa. Đây nè, cô bác quý anh chị thấy không? Một cái ngôi tháp rất là cao. Cao hơn đó nhưng mà cây da này nó lại ôm trọn cái ngôi tháp này luôn. Một cái hình quan công ai leo lên đó để lên đó đó. Ở đây thì chúng ta thấy nè, ở dưới này là một tầng nè. Đây là một tầng, hai tầng, ba tầng, dài đến trên kia là 7 tầng. Không biết thì như thế nào. Hôm nay thì mình với lại anh Trí dự định là kiếm sẽ một người kể về cái sự tích ngôi tháp này. Trước đây thì có một cái sự tích rằng là khi mà bọn Pol Pot sang đây, để mà bọn Pol Pot diệt chủng sang đây, thì những người dân họ mới chạy tán loạn. Và thì trong đó có khoảng mười mấy người họ chạy và họ núp ở trong cái ngôi tháp này. Và sự linh thiêng của cái ngôi tháp này đó thì làm cho là bọn Pol Pot đó cầm súng nhưng mà không thể thấy được, và những người đó đều thoát chết hết. Ở đây thì tất cả đều là chữ Hán hết à. Và ở trong lòng tháp thì ở trong kia đó, rất là sâu ở trong kia, đúng không? Thì nếu như độ sâu gì thì có thể trốn được. Về cái bề hoành thì cái ngôi tháp này á, có thể là 10 người ôm không xuể anh Trí. Khoảng 10 người ôm không xuể. Và cái cây da không biết như thế nào, thì cái cây da nó đã ôm hết trọn phần thân tháp. Cái phần gãy nó
thòng xuống đến Mỹ ở dưới này, và phần ngọn thì ở trên kia nó bao trùm, nó phủ hết kín luôn cái tháp. Trước đây thì em cũng có quay một cái clip về cây da ôm miếu và cây da ôm đình. Hôm nay thì lần đầu tiên thấy một cái ngôi tháp mà cây da ôm ngôi tháp. Cây da là một loại cây mà thuộc họ bồ đề, rất là linh thiêng luôn. Ấy, dạ. Chắc mình phải thắp một nén hương. Có quẹt đó không? Có một con kiến. Anh Trí thắp hương nha. Ờ. Đây là những cái nơi linh thiêng nên mình sẽ rất là sâu bên trong luôn á. Rất là nhiều kiến vàng luôn nè. Kiến vàng bây giờ không còn nhiều nữa. Sáng thắp không? Anh thắp chung cho ha. À, dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, lội lên núi quá mệt. Thì hiện nay thì buổi hồ đang có mặt ở tại núi Đá Dựng, một trong những cái ngọn núi rất là nhiều hang động của Hà Tiên. Và hôm nay thì buổi hồ muốn cùng hướng dẫn cô bác quý anh chị đi thăm một cái hang khá là đặc biệt, đó là hang Trống Ngực. Thì cái điều đặc biệt đó như thế nào thì mời cô bác quý anh chị cùng theo buổi hồ và mấy bạn trẻ đằng kia nha. Lội xa mệt quá. Khi mà lên núi như thế này thì phải có một cái sức khỏe tốt thì mình mới có lên đây được. Và mình đi theo những cái bảng chỉ dẫn như thế này để đi qua hang Trống Ngực. Dốc này vì khai thác du lịch nên thành thử là người ta sẽ làm những cái bậc thang cho mình nữa cô bác quý anh chị. Đó, bây giờ mấy anh em mình sẽ đi qua cái hang này. Có một cái em trai đây là dân địa phương ở đây biết cái chỗ hang. Em biết chỗ hang đó không em trai? Gần tới chưa? Ở đây thì cái view nhìn xuống ở dưới kia rất là đẹp. Bên kia là một dãy đồng bằng. Đồng bằng mình có thể nhìn Campuchia được luôn. Campuchia đâu? Cô bác quý anh chị thì hiện nay mình đang có mặt ở trước cửa hang Thần Kim Quy. Thì cái hang này ngày bình thường thì khách du lịch đó là 5.000 đồng một vé. Và đến đây thì không thể nào đi một cái hướng khác và mình phải chui qua cái hang này. Theo mô tả của một số người dân ở đây á, hang này có một cái tảng đá giống như là thần Kim Quy. Và đây mình có thể nhìn qua thấy được cái vùng đất Campuchia. Và hai anh em mình sẽ cùng đi qua đây nha. Ở đây là một cái lối đi riêng. Đây. Bắt đẹp mất, đẹp mất. Đây gì ta? Đây có những cái bậc thang nè. Sáng cứ dám đi không? Hỏi mấy đứa trẻ kia đi không? Không có đèn thì không bao giờ đi được nha. Hang này thì sâu 3 mét, cao cũng 3 mét. Không, chỉ sâu 30 mét. 3 mét à? 30. Ủa sao tắt đèn rồi? Mấy ông không cho gọi đèn hay à? Ồ, hang này sâu dữ ha. Hình như là hết pin hay sao á. Để mình ghim điện coi. Cái không khí ở trong đây cũng khá là
là vắng lặng đó. Ở đây nghe có nghe được âm thanh gì không? Nghe chỉ nói là lặn nhưng giờ kêu sâu quá ha. Nó nằm dưới cây luôn. Sâu không hút mày dưới kia luôn. Dưới kia thì sâu. Có con gì đó. Dạ. Ủa, giờ bơi bay kìa. Thấy không? Thôi đi ra đi. Giờ còn chỗ đâu đi. Đi hướng ngoài, ngoài kia đi. Mục đích của mình là mình tìm. Ô đây nhìn thấy lên cái bãi đó hay ha. Ha. Đi ra là cô bác của anh chị. Em nó không thấy đường. Đây có một cái chân hương. Đây đây. Đây. Đây cô bác của anh chị gọi là hang thần Kim Quy. Qua đó gọi vô sẵn. Tôi gọi một cái nha. Chúng ta nhìn thấy một cái tảng đá tự nhiên thôi. Nhưng mà hình rất là giống một cái ông gồ ha. Và đây là cái phần đầu này cô bác của anh chị, đúng không? Ồ tảng đá này ngộn ha. Nên người ta đây người ta thờ. Và đây là cái phần mai, đúng không? Rất lạ đúng không sao? Ở dưới này có cái phần bụng luôn nè. Thấy không? Chừng. Quay cái máy đứng vậy. Này có phần bụng. Và đây là cái chân. Sơ qua thì mình nhìn á. Mình nhìn thì rất là giống thần Kim Quy. Rất là giống hình một cái con gùa, cụ gùa quá rạch ha. À, theo mình nghĩ á thì đây là tạo tác này là của tụ hoàn toàn là tự nhiên hết. Đúng không? Và ở đây có những cái chân luôn nè. Đâu quay xa đằng kia quay xa là rồi. Cô bác quý anh chị có cảm nhận được cái độ của thiên nhiên không? Ở dưới một cái mái vòm như thế này. Đây. Thì ở đây có một cái tượng thần Kim Quy. Ở đây người ta gọi là thần Kim Quy. Vì cái tín ngưỡng nên người ta sẽ khi có khách du lịch hành hương á người ta sẽ đốt nhang. Người ta coi như là không ngờ mình đi xuống dưới kia thì mình gặp ở đây trước cửa miệng hang luôn, đúng không? Mình dự định là mình đi ra rồi. Nhưng mà mình thấy rất là giống luôn cô bác của anh chị. Ở đây là giống như là một cái cổ. Và đây là cái phần đầu. Thì tách biệt với ở đây là cái phần mai nè. À, đây là cũng là một điều khá là đặc biệt trên núi đá dựng này. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Ừ. Rất rất giống luôn. Quay lên đây cho cô bác của anh chị thấy coi. Đây nè, cái phần này là phần mai nè. Ha, phần này là phần đầu nè. Đúng không? Bước xuống cho này. À, rồi rất là may mắn mình gặp được như thế này. Đây đây là cũng là một cái chi tiết mà khá là thú vị khi mình đến một cái núi đá dựng này. Đây là một cái hang đầu tiên. Tiếp theo mời cô bác quý anh chị cùng theo hai anh em mình để đi đến một cái hang thứ hai nha. Ủa tắt sáng em ơi.